Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở khu phố Miễu 3, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là quán ăn Song Chi. Bà của Hoa sẽ cưa ở đây khoảng 40 cây dương. Do là gần quán ăn và sợ mưa bão, gió bão ở gần biển. Sợ gần biển gió mạnh làm đổ ngã cây, gãy nhánh, nguy hiểm cho những người ăn ở trong quán. Nên nhờ ba của Hoa đến đây để cưa đôn đọt những cây hàng cây dương này. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem nhóm ba của Hoa sẽ cưa đôn đọt những cây dương này như thế nào nha. Dắt chưa hôm qua? Dạ chưa cắt. Bữa nay mới cắt. Hồi nãy bà của Hoa có đeo lên phía trên để cột cái rồng rọc, hay còn gọi là cái gõ ghẻ, để treo cái phần ngọn của cây kế bên. Từ từ đi lại xích đi lại gốc với chúng mới được. Không phải nó trèo dây trên. Ở phía ngoài thì có cái hàng rào mà hôm qua chú Long đã mở cái hàng rào lưới B40 rồi.
tiêu nhỏ luôn rồi. Mấy cái nãy khó không chịu quay. Mà cái thằng đỏ giờ anh Cường sẽ lên cắt những cái thằng đọt này xuống luôn. Cái này hẻo là ngoài đường này. Thì cái cây này thì ba cũng hồi nãy có treo cái gọng gọc nè để cưa hai ba cây ở bên phía bên kia, mà nhìn quý vị nhìn nó trống đường khúc rồi nè. Tao quốc nãy giờ tao chụp vít rồi. Không mấy ngông ở trên. Ông nào nó hơi vít thích mình là ông cái đó. Ông gì vậy bà? Ông Ý hay là ông gì bà? Ông này ông bệnh. Cái này là ông sắt chứ là ông bệnh. Ông bệnh. Ông bệnh ngồi hiển nha, nó là ông bệnh. Ông bệnh. Ông bệnh nó đúng một cái là ná lửa luôn. Đâu có ông bệnh ông này nè. Ông đâu ở đây là cái bà ông sắt, còn ông bệnh ở trong rừng á. Chí chổng này thì nó là đóng là ông bệnh nó đóng rồi mắm là đóng dây dài. Thì đó đó. Ông bệnh cái này thì nó đóng ổ tròn tròn là ông sắt. Về thon chứ. Còn ông kia nó quýnh một ổ dài dài vậy. Còn cái phần này thì em Cường leo lên để cưa cho nó bay nguyên cái phần đọt ra khỏi cái hàng rào ở phía bên dưới luôn. Qua thì do đi đường xa lại cưa mấy cái cây nha quý vị. Qua thì mấy trẻ con với thầy trò đi nhanh lưới cá. Bảy chín sao tàu gà coi mấy ngông. Bà cũng hòa đi ra phía ngoài ngoài bãi cát mà đây nè. Để kéo dây kéo càng xa thì cái phần nhánh nó đi càng xa. Kéo càng xa thì càng có lực. Sao hoa thấy đen thui à, không thấy màu gì hết trơn. Đây thì nguyên cái hàng cây dương này thì sẽ cắt đôn đọt lại chừng khoảng 6 mét. Làm lại mà có khả năng nó bay ra tới ngoài luôn. Rồi mình anh thôi nghe. Kéo đi xa tính cá cho ra hàng rào mà em Cường có nghe nói là làm cái hàng rào lại. Mà em Cường cũng cưa ra khỏi hàng rào rồi. Của máy rồi. Wow, thôi. Trời ơi, quá trời ông vậy. Bay như chứ cái gì? Như gùi luôn vậy. Như có con gùi luôn. Quá trời ơi. Bạn chơi chưa mấy đâu rồi đó. Tuột sao kịp. Tuột sao kịp, trời ơi, bay ra hả? Quá trời kìa.
vài lư trên. Hình như nó ở trong bọng cây hay sao á. Về ở trên kìa. À. Quá trời nguyên về luôn nè. Rồi. Quá trời nhiều luôn. Ừ. Gần trong cái nhà nè. 16, 5, 6, 9, 6 luôn coi. Ông này nhiều quá rồi, quýnh 5, 6, 9, 6 đi. Bây giờ là nước cạn, phải mà nước lớn là quý vị sẽ nghe rõ tiếng gió biển rồi. Gió rất là mạnh. Như ở đây có một vài cây nó bị gãy phần đọt, nó bị xoắn xoắn đọt luôn á. À, phía ngoài đây có cái hàng rào nè, mà hàng rào mục hết rồi. Hôm qua thì chú Long có nhờ mấy chú ở gần đây mở cái hàng rào lưới B40 ra. Cái hàng rào này cũng có thể sẽ làm lại nữa nè. Có một bà cũng sử dụng máy Chiyoda 688 của công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Lam của cô Hằng gửi tặng cho bà cũng không. Dạ. Cột dây dù kéo giật ra. Đỡ miếng nào đỡ miếng nấy. Đỡ hư hàng rào. Đây này có hai phần tược lên hai bên luôn nè. Không nổi đâu sao ông ơi. Không nổi đâu. Dính là chát. Cho nó vô qua bên chút xíu là bạn cho đường đừng vô cái kia. Dạ. Dạ dạ. Xếp cái vụ lại đi. Ở phía dưới có mấy cây cây dương nhỏ nhỏ nữa. Bấm ở trên nữa hả? Rồi bấm ở trên là trên. Ngã gió bu qua hoa quá trời luôn.
ba của hoa cưa nè. À, cái phần còn phía trên ba của hoa đẩy cũng hơi xa ra phía ngoài luôn. Ba của hoa chừa mấy nhánh nhỏ phía dưới sẵn cho cây có chừa lá để quang hộp luôn, sẵn chịu bóng mát. Gió nó cuốn nó nghiêng mấy phần đọt của cây dương ra phía ngoài thôi, hướng ra biển.
một tiếng giữa rồi. Đi mà gió dám ngã luôn á. Gió dám ngã luôn. Quá trời kiến rồi. Kiến lửa. Mở miệng gần tới ngay khúc bị hư luôn rồi. Mà cũng cưa rất là nhiều cây, hơn chục cây á. Bây giờ nghỉ trưa rồi. Thôi cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một lúc like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.